Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, thiên địa khí khổng lồ tuôn vào bên trong huyệt bách hội. Ngũ hành hoàn xoay với tốc độ chóng mặt. Khí thế hắn bắt đầu bành trướng ra, thậm chí còn áp chế ngược lại khí thế của ba vị tôn giả. Ba người Gabi sắc mặt đặc biệt trầm trọng. Sức ép càng lớn làm cho bọn họ càng thật lòng thật dạ muốn hợp tác, đem Hạ Nhất Minh tan biến khỏi thế giới. Do đó, khí thế của cả ba bắt đầu hòa tan, chậm rãi tiếp nhận lực lượng lẫn nhau, nhanh chóng dung hợp. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy một nguồn lực lượng khổng lồ đang bao quanh cả ba. Tuy vậy, khi thế này so với Hạ Nhất Minh vẫn kém một bậc. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ không ra Hạ Nhất Minh rốt cuộc là từ đâu có được khí thế mạnh mẽ. Khí thế mạnh yếu cũng quyết định sự mạnh yếu của giam cầm lực. Trong cuộc chiến của hai bên, nếu một phương phát huy giam cầm lực vượt trội hơn kẻ còn lại, tự nhiên là cơ hội chiến thắng sẽ nhỉnh hơn người kia. Sự hợp tác của ba người bọn họ chẳng lẽ không bằng khí thế của một người sao? Bọn họ không có cách nào tiếp nhận được điều đó. Lật Nguyên lão đột nhiên chớp mắt một cái, hắn oán giận nói: "Ngũ hành hoàn." Đinh Lực Ẩn và Gabi ánh mắt đồng thời hướng về phía Ngũ hành hoàn chăm chú nhìn, chỉ thấy trên thân giả thần khí đang lấp lánh như sao băng. Ánh sáng này cùng Hạ Nhất Minh có một loại khí tức quan hệ chặt chẽ. Bọn họ lập tức hiểu, Hạ Nhất Minh có thể làm được điều đó, tất cả đều do năng lực của Ngũ hành hoàn. Nếu không như thế, cho dù Hạ Nhất Minh có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chiến đấu với một người trong bọn họ, căn bản không thể cùng ba người so sánh khí thế mà lại chiếm thượng phong. Trong ánh mắt cả ba đều lộ rõ vẻ tham lam, hơn nữa trong lòng còn có ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng. Chợt một tiếng hét từ Hạ Nhất Minh phát ra, giống như một con mãnh long nhanh mắt thoát khỏi sự gồng xiềng của mặt đất, phá vỡ tầng mây xanh phi hành, tạo ra âm thanh chói tai rung chuyển. Từ ngũ hành hoàn tràn ra lực lượng như những cơn mưa lớn. Những giọt mưa đều mang trên mình hòa hệ lực lượng. Mỗi một giọt như có linh hồn và trí tuệ, lấy tốc độ cao nhất hướng về phía ba vị tôn giả mà đến. Gabi hai chân trên mặt đất làm chỗ dựa hơi khuỵu xuống, tựa vai vào đại thuẫn, nghênh đón lực lượng từ hướng Hạ Nhất Minh mà tới. Mặt ngoài của đại thuẫn bị tàn phá dữ dội bởi những cơn mưa hòa hệ, nhưng vẫn như cũ không thể công phá phòng ngự của hắn. Đinh Lực Ẩn cổ tay run lên, đem ra kiếm thi triển tuyệt học. Ở trước mặt hắn, ngay lập tức hình thành những đốm sáng số lượng cực nhiều bay lơ lửng trên không. Dưới sự điều khiển của hắn, giống như những vì sao băng trên bầu trời bắn ra ngoài. Mỗi một ngôi sao băng hướng đến những giọt mưa hòa hệ mà phản công. Mỗi một lần va chạm là mỗi một lần tạo ra tiếng nổ giòn tan, hòa cùng ánh sáng chói mắt. Còn Lật Nguyên lão, phương pháp của hắn càng thêm đơn giản thực dụng. Mặc dù ở trên tay hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ có một thanh trường kiếm, nhưng mà hắn vẫn nhẹ nhàng múa trên không trung. Ở trước mặt hắn ngay lập tức xuất hiện một bức tường lửa thật lớn. Hắn dĩ nhiên là muốn lấy hỏa khắc hỏa. Vô tận hỏa tinh rơi vào bên trong biển lửa, ngay lập tức liền bị đồng hóa, liền mất đi sự uy hiếp. Tuy đã thành công ngăn chặn được lần tấn công đầu tiên, nhưng ba người bọn họ sắc mặt lại không có sự buông lỏng, ngược lại là cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra Hạ Nhất Minh lần này bởi vì phân lực lượng làm ba phần công kích nhằm vào ba vị tôn giả, cho nên hiệu quả yếu đi rất nhiều, thậm chí còn không có đạt được lợi ích. Ba người khí tức hòa vào nhau cùng một chỗ, Gabi dẫn đầu hét lớn một tiếng, giơ cao đại thuẫn xông lên. Liền theo đó, Lật Nguyên lão cũng hét một tiếng dài, trường kiếm trong tay giống như dao long uốn lượn, hướng về phía sau lưng Hạ Nhất Minh mà tấn công. Đồng thời, một đạo hắc ảnh vụt tới, cho dù là dưới mặt trời chói chang, cũng làm cho kẻ khác cảm thấy được một loại âm u quỷ khí. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới bên hông Hạ Nhất Minh. Ba đại tôn giả công kích gần như cùng một khắc. Ngũ hành hoàn chuyển động xoay tròn quanh người Hạ Nhất Minh với tốc độ cao nhất. Từng đạo tàn ảnh trên không trung biến hóa xuất hiện. Mỗi một đạo tàn ảnh chính là một ngũ hành hoàn. Khi mà số đạo tàn ảnh đạt tới số lượng cực hạn,
cũng là lúc nó đem hình ảnh của hắn che khuất đi. Bùm! Một tiếng nổ mạnh từ vô số hư ảnh của ngũ hành hoàn vang lên. Ba vị tôn giả giống như bay lùi về sau. Trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút dấu vết bỏng. Mà trên mặt đất, Hạ Nhất Minh cũng đã tan biến không thấy. Khi tất cả đã lắng dịu xuống, trên mặt đất, một bóng người xuất hiện, đó chính là Hạ Nhất Minh. Hắn tại khoảnh khắc, lực lượng của ba vị tôn giả tiếp xúc cùng ngũ hành hoàn, đã thừa cơ hội phát huy đại địa chi thuật mà trốn ra xa. Ánh mắt của hắn khẽ nhìn chung quanh, âm thanh ngũ hành hoàn lại một lần nữa vang lên. Cơ thể của hắn phóng lên trời, hướng phía Lật Nguyên lão mà phản công. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng phát ra, quang mang cự phủ lại một lần nữa được hình thành. Nhưng lần này, cự phủ so với lúc trước lại to lớn hơn rất nhiều. Xung quanh nó có áp lực mạnh mẽ tuôn trào một cách vô cùng vô tận. Ngay khi ba vị tôn giả cùng thả ra đấu khí, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng không còn giấu giếm thực lực nữa. Hắn đem chân khí tề tụ đến đỉnh điểm, mười thành công lực ngay lập tức được truyền vào bên trong ngũ hành hoàn. Trong đó, ngũ hành lực thế giới lại một lần nữa được đem ra sử dụng. Hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt dẫn dắt thiên địa đại lực, tuyệt đối là hơn xa sự công kích toàn lực của hai vị tôn giả. Hơn nữa, lại kết hợp với khai sơn thức thuộc loại chiến kỹ ngạnh kháng mạnh mẽ. Lấy sức lực của từng vị tôn giả nơi đây, chưa chắc có thể toàn lực chống lại được. Lật Nguyên lão sắc mặt biến đổi, dưới chân của hắn dùng một chiến kỹ phi thân kỳ lạ. Thân thể vào khoảnh khắc này như ẩn như hiện, nhanh chóng và quỷ dị. Đây chính là kỹ năng của mỗi tôn giả lấy thần binh nối liền với thiên địa lực, dựa vào loại thuộc tính tương đồng trong các hệ lực mà nảy sinh ra kỹ năng này. Giống như Hạ Nhất Minh có thể điều khiển phong hệ lực lượng cùng toàn địa chi thuật thuộc về thổ hệ, đều là dựa vào thuộc tính tương đồng của hệ lực xung quanh. Vào khoảnh khắc này, Lật Nguyên lão đang lợi dụng hỏa hệ, lão thả ra hàng ngàn ngọn lửa trên mặt đất không ngừng chuyển động, còn chính mình thì liên tục ẩn nấp từ ngọn lửa này sang ngọn lửa khác. Cự phủ mặc dù đang giơ lên cao, khi chuẩn bị hạ xuống thì trong nháy mắt Lật Nguyên lão đã di chuyển sang nơi khác. Loại kỹ năng này của hắn không những giúp cho sự chuyển động xuất kỳ bất ý, mà còn có tác dụng che giấu lực lượng, làm cho Hạ Nhất Minh nhất thời khó phán đoán được vị trí. Tuy vậy, Hạ Nhất Minh chỉ chần chờ trong nháy mắt, lập tức đã có quyết định. Quang mang cự phủ đang sừng sững đứng giữa bầu trời lập tức được bổ xuống. Cự phủ đi tới đâu, gió rít kèm theo tới đó. Tiếng gió sắc nhọn chói tai, tạo ra một áp lực cực lớn, giống như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời chuẩn bị đè xuống mặt đất vậy. Trong nháy mắt, vô số hỏa diễm ngay lập tức bị dập tắt. Nguyên nhân là bởi vì chỉ cần một lực ép cực kỳ lớn mạnh phủ xuống, thì điểm yếu của Lật Nguyên lão liệt xuất hiện. Kỹ năng này dùng để ẩn nấp và che giấu khí tức, nhưng khi gặp được áp lực quá mạnh thì tính phòng ngự của nó lại không có, cho nên liền bị dập tắt. Mà khi nó bị dập tắt thì cũng là lúc Lật Nguyên lão mất đi sự ẩn nấp. Loại cử phủ không có nói đạo lý kia đã đem chiến thuật của hắn tất cả xóa bỏ sạch sẽ. Hạ Nhất Minh mừng rỡ trong lòng, toàn bộ lực lượng trong nháy mắt vung phát ra, cử phủ không chút nào lưu tình chém thẳng xuống người lão. Tiếng va chạm binh khí vang lên, Hạ Nhất Minh sắc mặt trở nên quái dị. Cuối cùng khi nhìn rõ về phía trước, Gabi đã vọt lên phía trước Lật Nguyên lão từ khi nào, đem tấm đại thuẫn giơ lên cao nghênh đón thanh cự phủ. Một đòn của Hạ Nhất Minh mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà do sử dụng một bộ phận lực lượng làm áp lực để tiêu diệt vô số ngọn lửa của Lật Nguyên lão, cho nên cũng đã tiêu hao đi một nửa. Lực còn lại dùng để hạ gục Lật Nguyên lão thì không thành vấn đề, nhưng bởi vì có sự giúp đỡ của Gabi cùng với thần binh lợi khí có tính phòng ngự cực cao, cho nên khi cự phủ lấy cứng đối cứng thì lại không cách nào phá vỡ phòng ngự, ngược lại còn bị Gabi chống đỡ được. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh âm thầm hướng Hạ Nhất Minh đâm tới. Khi đạo hắc ảnh đến gần, Hạ Nhất Minh lúc này thậm chí còn nảy sinh ra một loại cảm giác khi còn ở trong quỷ khốc lĩnh. Đó là quỷ gì? Ngũ hành hoàn được vung về phía sau, nhẹ nhàng chống đỡ. Ngay sau khi giả thần khí cùng xoa kiếm va chạm nhau, nó liền đánh bật xoa kiếm ra ngoài. Nhưng một luồng lực kỳ dị nương theo phản lực của xoa kiếm lại chuyển hướng nó một lần nữa tập kích Hạ Nhất Minh. Lực lượng không những không giảm mà còn nhờ đó tăng lên gấp bội. Nếu như là bình thường, một chút xíu tổn thương nho nhỏ tự nhiên không có khả năng đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng hắn lúc này với toàn bộ lực lượng phát huy khai sơn tam thập lục thức, chân khí trong cơ thể hư nhược vô cùng, lại bị xoa kiếm của đinh lực ẩn lạnh lùng đâm trúng. Mặc dù hàng loạt chân khí từ huyệt bách hội được hấp thu, nhưng lập tức được hồi phục được vài phần chân khí tiêu hao, nhưng điều này cũng đã cho hắn một tia cảnh giác. Một bóng người lại xuất hiện đột ngột.
Lật Nguyên lão đã chạy ra khỏi tấm chắn của Gabi, cả người hóa là một lưu ảnh, tưởng chừng như đánh thẳng vào Hạ Nhất Minh, sau đó bất ngờ thay đổi chuyển động vòng sang bên mà đánh. Hắn chân không chạm đất phóng vỏ tới, trường kiếm trong tay như mãng xà, quấn lấy thân thể Hạ Nhất Minh tấn công vào những bộ vị yếu hại. Còn Đinh Lực ẩn, thân thể vừa chuyển, lại một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, giống như một con rắn độc lặng lẽ nằm yên trong bóng tối. Chỉ cần Hạ Nhất Minh có một tia sơ hở sẽ được tiến đưa thành người thiên cổ ngay. Trong khu vực chiến đấu, sát khí mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, làm cho Hạ Nhất Minh thảm kinh tâm không thôi. Gabi tiến từng bước vững chắc về phía Hạ Nhất Minh, trông hắn giống như một tòa thành di động, giờ cao tâm thuẫn tiếp nhận hầu hết công kích của Hạ Nhất Minh. Ba vị tôn giả, hai kẻ thay phiên nhau tấn công, một kẻ chuyên lo việc phòng ngự. Gabi chủ thủ, Lật Nguyên lão chủ công, Đinh Lực ẩn biểu hiện càng âm u cay độc. Mặc dù số lần hắn tấn công Hạ Nhất Minh là rất ít, nhưng lại là những lần mà Hạ Nhất Minh khó nuốt trôi nhất. Hạ Nhất Minh trao mày, hắn cuối cùng cảm nhận được sau khi ba vị tôn giả hợp tác, lực lượng chân chính mới thực sự đáng sợ thế nào. Mặc dù bọn họ trước đó chưa bao giờ hợp tác qua, nhưng mà cả ba người đều trên dưới đã 300 tuổi rồi. Kinh nghiệm chiến đấu dĩ nhiên là phong phú, tuyệt đối vượt xa Hạ Nhất Minh. Cho nên khi bọn họ từ bỏ tự tôn, bày ra thế trận, tự nhiên là dựa vào đặc điểm công pháp của từng người mà phát huy hết khả năng. Đối với những tôn giả thân kinh bách chiến mà nói, một vị tôn giả cộng với một vị tôn giả, thực lực tuyệt đối hơn xa ba vị tôn giả riêng lẻ rất nhiều. Sau một hồi tiếp chiêu, Hạ Nhất Minh càng ngày càng xuất hiện cảm giác bó tay bó chân. Khi ba người bọn họ còn chưa hợp tác, hắn có thể tự nhiên tự tại tung hoành bốn phương. Nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng đó. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, ngũ hành hoàn uy năng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng lắm là chỉ phát huy ra gấp đôi uy lực mà thôi. Nếu như là gặp được ba vị tôn giả đồng lòng hợp lực, khả năng chiến thắng đã thấp hơn đến cực điểm. Dĩ nhiên ở trên thế giới này, việc ba vị tôn giả hợp tác đối chiến mình hắn sợ sẽ không phải là trường hợp duy nhất. Vì ngày sau khi tiến vào phía núi Đổ Đẳng, gặp cao thủ hai bộ lạc sói và xà, sợ không chỉ có ba vị tôn giả như thế này. Hắn trong lòng chợt suy nghĩ, kinh nghiệm chiến đấu trong thực chiến, phàm khi lực chiến đấu so với đối thủ không thể nào tạo ra được chuyển biến tốt, mà còn bị vây trong hiểm cảnh, thì biện pháp duy nhất đó chính là tẩu. Nói là làm ngay. Sau một khắc, Hạ Nhất Minh đã tiềm nhập dưới lòng đất, hướng phương hướng xa nhanh chóng chui đi. Chỉ sau một nhịp thở, hắn cũng đã xuyên thấu khỏi bờ vực, phi trên không trung. Theo sau, trước mắt của hắn, tình cảnh xảy ra biến hóa kỳ diệu, từng đường kiếm mang chợt xuất hiện trước mặt hắn. Khẽ lách người, hắn đã vượt qua vô số đường kiếm, phóng ra ngoài hơn 10 trượng. Lật Nguyên lão băng người phối hợp càng ăn ý, phát ra kiếm mang uy năng càng mạnh mẽ, lòng tin tưởng của bọn hắn chậm rãi khôi phục. Cả ba bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đem Hạ Nhất Minh giết chết. Còn về phương pháp lưu lại quỷ khốc lính, bọn họ đã không còn chút chú ý nữa. Nhưng mà vào thời khắc này, Hạ Nhất Minh lại ngoài dự đoán của mọi người, phát huy ra phương sách thứ 36, đó là chuẩn. Với lại càng chủ yếu là, hắn cũng không phải là âm mưu sử dụng kỹ năng hồi mã thương, mà chỉ thuần túy dùng phong lực lượng để chạy trốn mà thôi. Đến tận đây, cho dù là ngu ngốc cũng biết, Hạ Nhất Minh không còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Lật Nguyên lão đột nhiên trầm giọng nói, người thanh niên này, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn được. Gabi sắc mặt có chút dữ tợn, nói, hắn nếu như võ đạo đại thành, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Đinh Lực ẩn lanh lùng nhìn bọn họ, chỉ phát ra một chữ, giết. Gần như chính là ở trong nháy mắt, ba người bọn họ cũng đã thông qua phương thức này quyết tâm tiêu diệt hắn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như là lần này không thể đem Hạ Nhất Minh tính mạng lưu lại, ngày sau, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Lấy tốc độ luyện hóa ngũ hành hoàn, đã thấy rõ hắn cùng với giả thần khí này sự tương hợp đến mức nghịch thiên. Chỉ cần cho hắn thời gian, thần binh này cùng với hắn có thể hoàn mỹ dung hợp làm một. Lúc đó cả ba người bọn họ chỉ là cái bóng lưng của hắn mà thôi. Cho nên lần đuổi giết này là cơ hội cuối cùng của ba người bọn họ. Cả ba đồng thời phóng đi. Đinh Lực ẩn thân thể hóa là một đoàn xương dày đặc. Đoàn xương dày đặc và xương mù quỷ khốc lĩnh có sự bất đồng. Nó tốc độ di động nhanh chóng cực kỳ. Lật Nguyên lão lần thứ hai biến thành ngọn lửa. Những ngọn lửa này giống như sự di động của nham thạch, so với tốc độ Hạ Nhất Minh không kém là mấy. Gabi động tác là đơn giản nhất. Cổ tay hắn kẽ run, đem cự kiếm ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt, hướng về phía trước vung lên, cả người và kiếm đều vọt đi. Ba người bọn họ, tốc độ giống nhau đều nhanh chóng tới cực điểm, theo sát phía sau Hạ Nhất Minh.
Nếu như lấy đơn đả độc đấu mà nói, cầm ngũ hành hoàn trong tay, Hàn Nhất Minh tuyệt đối có thể chiến thắng bất luận mỗi người trong số họ. Nhưng mà so về cực hạn tốc độ, thì tốc độ của cả bốn lại không có khoảng cách thực lực. Hàn Nhất Minh tất nhiên là không thoát khỏi được ba con đỉa mang danh hiệu tôn giả này. Nhưng ba người kia cũng đồng thời không cách nào rút ngắn được khoảng cách với Hàn Nhất Minh. Đến tận lúc này, Hàn Nhất Minh rốt cuộc đã hiểu được vì sao ngày xưa Gabi theo dõi Kim Chiến Dịch lại phí sức mà trở về. Cả hai bên đều dùng thiên đại lực làm điểm tựa, cho nên so về tốc độ, nếu không có kỹ năng gì đặc biệt thì tốc độ tương đối là ngang nhau. Kẻ chạy trước tất nhiên là sẽ không thoát khỏi kẻ truy đuổi, mà người truy đuổi tự nhiên cũng khó rút ngắn khoảng cách với kẻ chạy trốn. Huống chi Hàn Nhất Minh ban đầu cũng không có dự định thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Quay đầu nhìn lại, Hàn Nhất Minh quan sát ba đạo thân ảnh phía sau, trong mắt hiện lên một chút kiên định. Mắt thấy phía trước chính là một tòa sơn mạch. Hàn Nhất Minh cúi đầu, đột nhiên chui vào trong lòng đất. Ba người truy đuổi phía sau liếc mắt ra hiệu, Gabi bay lên trời như tia chớp hướng phía núi đối diện mà đi. Đinh Lực ẩn dặm chân, lập tức là tiềm nhập vào trong nền đất, mà Lật Nguyên Lão hướng phía hang núi chậm rãi bước vào. Thực lực của bạn hắn cũng không thể cảm giác rõ ràng động tĩnh của Hạ Nhất Minh, nên bọn họ yên tĩnh đợi thời cơ tốt nhất. Sau một khắc, bọn họ đồng thời phát hiện Hạ Nhất Minh trong lòng đất chuyển biến phương hướng, cứ như vậy vòng qua Đinh Lực ẩn theo đường cũ trở về. Lật Nguyên Lão hai mắt sáng ngời, thân hình của hắn lần nữa rơi xuống, vừa thấy được Hạ Nhất Minh từ trong đất chui đi lên, trường kiếm trong tay đã như một ngọn phi tiễn hướng Hạ Nhất Minh mà đâm tới. Hắn không hề cùng Hạ Nhất Minh đánh bừa, chỉ làm muốn ngăn chặn lại. Chỉ cần trì hoãn một ít thời gian sẽ có thể làm cho hai vị còn lại tới kịp. Lần này ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng mà khi hắn đánh ra một kiếm, đã thấy Hạ Nhất Minh quay người lại. Ở trên người của hắn không hề thấy ngũ hành hoàn, mà là ôm một cái lò luyện đan. Với lại, Hạ Nhất Minh đặt miệng bếp lò hơi nghiêng về phía hắn. Lúc này khi mà vừa chui vào lòng đất, tốc độ của Hạ Nhất Minh đột nhiên giảm xuống. Hắn dường như không để ý đến những kẻ đang truy đuổi phía sau. Cảm nhận được có một kẻ theo mình tiến vào lòng đất, trên khóe môi hắn đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh. Thực lực của mình như thế nào đã cùng với ba vị tôn giả thí nghiệm qua, giờ phút này cũng chỉ một vật để thử nghiệm nữa mà thôi. Chính là món thần khí mà Bảo Trư đã nhặt được, Cửu Long Lô. Thân thể chợt dừng lại một chút, Hạ Nhất Minh cầm chiếc nhẫn bạc trên tay, chân khí liền lập tức được truyền vào bên trong. Nháy mắt đã xuất hiện một khoảng không gian di động. Tay của hắn nhanh như chớp đột nhiên duỗi ra rồi lại rút vào, vẹn vẹn trong nháy mắt đã đem Cửu Long Lô ôm trên tay. Quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó hắn cầm Cửu Long Lô phóng ngược về. Đây chính là mục đích mà Hạ Nhất Minh tìm cách lẩn trốn ba tên truy đuổi kia. Nếu như hiên ngang lấy nhẫn không gian ra, đặc biệt phía sau còn có Hoàng Tuyển Môn Đinh Lực ẩn, để cho hắn nhìn thấy được, nhất định sẽ mang lại trên người vô cùng vô tận phiền toái. Lần dừng lại này cũng không dẫn tới sự hoài nghi của ba người kia. Bọn họ khi cảm ứng được việc quay trở lại của Hạ Nhất Minh, ngay lập tức cũng bắt đầu đổi phương hướng. Mà giờ khắc này, Hạ Nhất Minh sau khi rời khỏi lòng đất, đem chân khí đưa vào Cửu Long Lô. Hắn dùng chính là hòa hệ lực lượng, cũng chỉ có hệ lực lượng này mới có thể kích phát nó mà thôi. Cùng lúc đó phía sau hắn là một cơn thủy triều cực lớn cuồn cuộn tiến tới. Hạ Nhất Minh quay người, mặt hướng Lật Nguyên Lão, trên khóe môi lưu lại một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn toàn lực phát động uy lực của Cửu Long Lô. Một luồng ngọn lửa từ Cửu Long Lô thoát ra. Nó đi tới đâu, sinh linh bị thiêu rụi tan vào không khí tới đó. Khắp nơi chỉ còn một màu đỏ của hỏa hệ. Tốc độ lan tỏa của nó không phải rất nhanh, mà phải là nó như chớp mắt, đem chính cả vị tôn giả Lật Nguyên Lão đốt thành tro bụi. Hạ Nhất Minh mơ hồ từ trong hỏa hệ phát hiện ra một chút đốm đen. Nhưng đốm đen đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt đã tan biến mất. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự lợi hại của Cửu Long Lô, nhưng khi một màn này lại xuất hiện trước mặt hắn, vẫn làm cho hắn cảm thấy rung động không thôi. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, có lẽ bởi vì có quan hệ tới việc thăng cấp tôn giả. Tóm lại lần này, hỏa lực dường như so với lần trước hắn thử nghiệm uy năng đã thật sự vượt xa quá nhiều. Lật Nguyên Lão, vị tôn giả có thể nói là lực lượng khá mạnh trong ba người, thế mà không có một chút năng lực phản kháng nào. Bị luồng nhiệt khổng lồ của liệt hỏa đã biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại dấu vết. Luồng hỏa lực mãnh liệt do chính thần khí phát ra, cho dù là đã thăng cấp lên tôn giả như hắn khó lòng mà đạt được. Loại lực lượng này đã thoát ly khỏi cực hạn của con người, thuộc về phạm trù của một cấp bậc thế giới khác,
đó là thần. Thật lâu sau, ánh mắt đang nhìn về một mảnh cháy đen trước mặt, Hàn Nhất Minh nhanh chóng đem Cửu Long Lô thu trở lại trong nhẫn bạc. Theo sau, hai tay của hắn liên tục thi ấn, bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện bốn đoá hoa hữu hình chi hoa. Sau khi được phát động đi ra, cả bốn đồng thời ẩn nấp, ánh sáng bao quanh chúng cũng tan biến một cách nhanh chóng, không thấy tung tích. Từ lúc Cửu Long Lô hiện thân đến khi hoàn thành một kích chí mạng cũng chỉ trong một khắc thời gian. Gabi và Đinh Lực Ẩn cũng không vội vàng mà tới. Tuy bọn họ cũng cảm nhận được luồng hỏa lực áp bức tới, bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên bọn họ không cảm nhận được rõ ràng uy lực. Do vậy cả hai cũng chỉ nghĩ là do Lật Nguyên Lão đang chiến đấu với Hạ Nhất Minh mà gây ra thôi. Làm sao cả hai có thể nghĩ tới việc Lật Nguyên Lão đã thiệt mạng. Một bóng người xuất hiện đột ngột, Đinh Lực Ẩn từ dưới nền đất phóng lên. Hắn lập tức cảm ứng được một luồng khí nóng rực đang quay cuồng nơi đây. Bản thân khi cảm nhận được luồng khí nóng rực, Đinh Lực Ẩn sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nghĩ luồng hỏa lực này mạnh mẽ đến cỡ nào. Giờ phút này sóng nhiệt còn sót lại cũng đã làm cho hắn cảm thấy khó chịu rồi. Như vậy khi nó bộc phát sức mạnh còn đến cấp bậc nào nữa đây? Sau một khắc, hắn lập tức nghĩ tới Lật Nguyên Lão, trong lòng lập tức loại bỏ ngay. Hắn cũng không cho rằng luồng sóng nhiệt lại do Lật Nguyên Lão có thể thi triển ra. Như vậy khả năng duy nhất chỉ có Hạ Nhất Minh mà thôi. Vừa mới nghĩ đến đây, hai con người chợt thu nhỏ lại, bởi vì hắn đã thấy nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt Hạ Nhất Minh. Đinh Lực Ẩn lập tức sợ hãi tới cực điểm, hai mắt chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh. Chỉ là hắn không hiểu nổi ý tứ của nụ cười đó, trong đó có một chút mùi vị thương hại. Không sai, chính là sự thương hại. Đinh Lực Ẩn hồ nghi vạn phần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra được tại sao Hạ Nhất Minh lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Vào thời khắc này, trong tay của hắn đang nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Theo sau đó, bốn phía hư không chung quanh hắn không hiểu sao nổ tung lên. Sức ép cực lớn của vụ nổ như bốn ngọn núi lửa từ bốn phía đem hắn ép cho chết. Đinh Lực Ẩn phẫn nộ gào thét lên, toàn thân chân khí quay cuồng đem thân thể bao phủ lại. Vụ nổ quả thực ngoài sự dự đoán của hắn. Cho dù Đinh Lực Ẩn phản ứng nhanh nhạy cỡ nào thì cũng không có kịp phản ứng lại. Kể cả việc chui xuống lòng đất cũng không thể thực hiện được. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, lấy chân khí chính mình cứng đối cứng với cái bẫy này mà thôi. Toàn thân chuyển đến cảm giác đau nhức vô cùng khủng khiếp. Hắn đã bị thương, vết thương cũng không phải là nhẹ. Chỉ là so với việc hoảng sợ trong lòng, một chút xíu tổn thương cũng không thể nào so sánh được. Hắn thân là một thích khách già của Hoàng Tuyển Môn, tinh thông nhất chính là thuật ám sát. Đối với sự nguy hiểm, tự nhiên có một loại cảm giác vô cùng nhạy bén. Chỉ cần hơi một chút có dấu vết, liền sẽ bị hắn nhận ra ngay. Nhưng vụ nổ này thực sự quá kỳ lạ. Hắn trước đó căn bản là không có một chút tiêm mẫn cảm nào, hắn nhận biết được sự khác thường. Nói cách khác, Hàn Nhất Minh phương thức ẩn giấu cao minh hơn hắn rất nhiều. Chính vì điểm này mà làm cho hắn cảm thấy sự việc trở nên trầm trọng. Trong lòng đang cảm thấy vô cùng rung động, đột nhiên Đinh Lực Ẩn cảm thấy đôi chân mình tê dần. Hắn lập tức nhận ra, do nhất thời tâm mình đang bị kích động cho nên không nhận thấy. Hàn Nhất Minh ám khí tấn công tới, tuy nhiên hắn cũng không nao núng mà tinh thần dường như giãn ra. Hoàng Tuyển Môn Đinh Lực Ẩn, từ nhỏ việc hắn thường xuyên luyện tập nhất chính là đối kháng với độc dược. Cho nên khi hắn đạt được tới cấp bậc tôn giả, trên thế giới này cũng không có bao nhiêu loại độc dược có thể là tổn hại đến hắn. Mà có thể thương tổn đến hắn đều là những cái tên lừng lẫy, gần như chỉ còn lại trong truyền thuyết. Do vậy hắn nghĩ Hàn Nhất Minh sẽ không có khả năng có được. Nhưng ngay từ cái tiếp xúc đầu tiên, trên mặt của hắn đã xuất hiện một chút kỳ quái, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Sau khi mũi ám khí cắm nhẹ vào trong người hắn, ngay lập tức mang đến một loại khí lạnh mãnh liệt, làm cho con người không thể chống lại được lực lượng của nó. Đi cùng với nó chính là một loại mê hoặc, làm cho con người ta rơi vào cảm giác phiêu linh khó tả, không có cách nào tập trung tinh thần. Khi hai loại lực lượng này kết hợp với nhau, chân khí toàn thân lập tức bị đình chỉ, cơ năng của thân thể cũng bị ngưng lại. Hàn Nhất Minh thân hình động một chút, đã đi tới bên cạnh của hắn. Nhìn về phía thân thể cứng ngắc phát ra một ít tia khí màu trắng, Hàn Nhất Minh có chút kinh ngạc. Sau khi hắn cho nổ bốn đoá hoa hữu hình chi hoa, lợi dụng việc cố ý của Đinh Lực Ẩn, hắn tiện tay phóng ra một cây ngưng huyết châm. Vốn cũng không có quá nhiều mong đợi vào chiêu này cho lắm, nhưng hiệu quả thật sự ngoài sức mong đợi của hắn. Làm cho việc chuẩn bị tốt vô số đường lui đều biến thành chỗ không có đất dụng võ. Cái này kêu là kẻ làm nhiều điều ác, chắc chắn phải lãnh một hậu quả xót xa. Cuối cùng nhìn vào trong mắt Đinh Lực Ẩn, ngũ hành hoàn trong tay liền được thu trở về.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Đinh Lực Ẩn cổ họng mơ hồ rung động, dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được. Khi làn khí lạnh chậm rãi tiến về phía đỉnh đầu hắn, cũng là lúc Đinh Lực Ẩn chút hơi thở cuối cùng. Thân thể của hắn đổ gục xuống mặt đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, dường như là muốn hỏi. Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể khiến một vị đường đường chính chính tôn giả đại nhân vật lại bỏ mạng tại nơi đây? Không cam tâm, thật sự đó chính là ánh mắt không cam tâm. Sát thủ bị giết chết dưới thủ đoạn ám toán, chứng thật là không có cách nào mà nhắm mắt cho được. Hạ Nhất Minh thân hình như điện chợt phi về phía trước. Ở phía trước ngoài trăm trượng, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng phóng đến gần. Đột nhiên đạo thân ảnh đó chợt ngừng lại, hơn nữa không chút do dự quay người bỏ trốn. Hạ Nhất Minh trong lòng cười lạnh lùng. Hắn đánh chết hai vị tôn giả nhìn như rất đơn giản, nhưng thực ra đó chính là mưu đồ đã được hoạch định sẵn. Từ cái khoảnh khắc quay đầu bỏ chạy, trong lòng đã hình thành sơ qua kế hoạch. Duy chỉ có việc đánh chết được Đinh Lực Ẩn là thực sự nằm ngoài tầm dự đoán của hắn. Căn bản hắn chỉ muốn quấy nhiễu Đinh Lực Ẩn mà thôi. Thật sự đúng là ma đưa lối, quỷ đưa đường vậy. Số chết thì phải chết thôi. Thời gian của toàn bộ quá trình cũng không quá dài, cho nên không khiến Gabi phát hiện ra mà thôi. Hắn vẫn như cũ là lấy tốc độ cao nhất mà phóng tới. Chỉ là sau khi cảm nhận được kẻ đang hướng tới mình nghênh đón là khí tức của Hạ Nhất Minh, mà lại không thấy khí tức của hai vị cường giả còn lại, Gabi nào đâu phải kẻ ngốc, cũng biết tình huống không ổn. Hắn quyết định thật nhanh quay người bỏ chạy. Quả thật là một quyết định có chút tàn nhẫn, nhưng cũng thật sự là khôn ngoan. Nhưng mà Hạ Nhất Minh chẳng lẽ dễ dàng chịu đem người này buông tha? Tốc độ của hắn đã tăng lên tới trình độ cao nhất. Trong cơ thể, các loại lực lượng càng là bắt đầu chuyển đổi liên tục. Thủy hệ lực lượng sôi trào bộc phát, ngược lại biến thành mộc hệ cơ hội sống bừng bừng. Tiếp theo là hỏa hệ nổ tung lấp lánh, thổ hệ điểm tính, thậm chí là kim hệ sắc bén. Ngũ hành hoàn rung động. Từ trong thế giới ngũ hành lực bắt đầu tiến ra. Trong nháy mắt, dung hợp cùng với lực lượng của Hạ Nhất Minh lẫn ngũ hành hoàn làm một. Thân thể hắn giống như lôi điện, tiến nhanh vào hư không, tạo thành một vệt sáng mắt thường có thể thấy rõ. Trong nháy mắt cũng đã đi tới phía sau người Gabi. Tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, bởi vì hắn đã thi triển ra toàn bộ lực lượng. Việc đó hơn xa với việc hòa hợp thiên địa linh khí của Gabi, cho nên việc tiến sát mới có thể nhanh chóng như vậy. Gabi trong lòng kinh hãi, hắn nỗ lực quay đầu lại, trong tay tấm chắn chợt xuất hiện. Nhưng mà một thanh khai thiên cự phủ đón đầu chém xuống, cứ như vậy đem hắn lẫn đại thuấn chia ra thành hai nửa bằng nhau. Phía sau tấm chắn, Gabi ánh mắt mơ màng. Hắn căn bản chính là không tin sự tình phát sinh ra trước mắt. Khóe miệng hơi giật, từ chỗ mi tâm một đường máu tươi lăn dài xuống. Theo sau đó, một cột máu như bị đè nén được giải phóng, phun trào lên không trung. Cuối cùng từ đầu đến chân, thân thể bắt đầu tách ra làm hai mà ngã xuống. Hạ Nhất Minh mệt mỏi ngã lăn ra mặt đất. Tiếng hít thở của hắn đã có chút nặng nề và mệt mỏi. Lặng lặng nằm xuống, hắn buông lỏng toàn bộ thân thể, tùy ý để tư tưởng tâm trí của chính mình trôi bồng bềnh theo cảm giác mông lung. Sau một hồi đại chiến kịch liệt, hắn muốn để cho thân thể được thoải mái, được hưởng thụ một chút thư giãn, nhưng thật sự việc đó lại không thích hợp với không khí tràn ngập máu tươi như nơi đây. Ở trong trí nhớ của hắn, dường như đã rất lâu chưa từng xuất hiện khoảnh khắc nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi một đòn kia là hắn đã thật lâu không hề dùng qua, thứ cuối cùng của khai sơn thức. Mà vừa rồi việc có thể rượt đuổi được Gabi thực sự cũng là kỹ xảo hắn học được từ vị phương Tây cường giả này. Lúc đó khi Gabi vội vàng đuổi theo hắn, đã sử dụng thần binh lợi khí làm vật dẫn, đem kim hệ lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Khi vùng kiếm lên, ngay lập tức thân thể cũng theo quán tính của nó mà vọt đi hơn 10 trượng. Mặc dù động tác như vậy không quá đẹp mắt, nhưng mà tốc độ không có chậm một chút nào. Khi Hạ Nhất Minh nghĩ tới điều này, hắn liền dùng lực lượng của mình, ngũ hành hoàn, ngũ hành thế giới lực, đem toàn bộ lực lượng phát huy ra kim hệ lực, cho đến khi hắn bắt trước Gabi vung giả thần khí về phía trước. Theo quán tính, lực lượng khổng lồ mà hắn truyền vào trong binh khí đã không còn là tốc độ 10 trượng một lần vung kiếm của Gabi nữa, mà chỉ cần một lần trong chớp mắt, hắn đã ở ngay phía sau lưng của vị tôn giả phương Tây rồi. Sau đó lại còn sử dụng khai sơn thức cuối cùng, nên việc Gabi biến thành người thiên cổ thật sự không có gì là lạ. Nhưng thức cuối cùng này lại hút đi toàn bộ sức lực mà hắn đang có. Nói cách khác, hắn bây giờ cả một con kiến cũng không chắc có thể đánh bại nữa. Cho dù thể chất của hắn cường đại, cũng phải đành chịu buông xuôi, ngã bịch xuống mặt đất, mặc cho huyệt bách hội ra sức hấp thu thiên địa lực phục hồi. Đương nhiên, sau khi thăng cấp tôn giả, hắn hấp thu thiên địa khí tốc độ rất nhanh.
Do vậy chỉ nằm nghỉ ngơi một lát, Hạ Nhất Minh đã đứng lên. Trên đỉnh đầu, huyệt bách hội hút thiên địa khí, tốc độ so với lúc chưa chiến đấu càng thêm nhanh chóng một phần. Mặc dù điểm tiến bộ này cũng không đáng kể cho lắm, nhưng thả có còn hơn không, việc đó cũng làm cho Hạ Nhất Minh vui mừng không xiết rồi. Đối với con đường võ đạo, càng về sau tốc độ tăng trưởng càng chậm. Không những thế còn phải trải qua một quá trình tu luyện gian khổ. Còn giống như việc 10 ngày luyện hóa thần binh, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng khó có cơ hội gặp lại. Tất cả đều là tùy vào cơ duyên thôi. Còn việc tiến bộ mỗi ngày không ít, góp nhặt lại, tích tiểu thành đại, đó mới chính là quá trình mà tôn giả coi trọng. Nếu không như thế thì làm sao mà có thể đột phá đây? Ngồi xếp bằng một lát, Hạ Nhất Minh toàn thân chân khí cũng đã khôi phục 5-6 thành. Đến giờ phút này, hắn đã không cần phải lo sợ đề phòng nữa. Dù là lúc này nếu có đến thêm một vị tôn giả, nhờ vào ngũ hành hoàn, hắn cũng sẽ không rơi xuống thế yếu. Đi tới bên cạnh thân thể Gabi, Hạ Nhất Minh chần chờ một chút, rốt cuộc thò tay vào trong người của hắn lục lọi. Hắn nhớ rõ Kim Chiến Dịch từng nói qua, một khi tôn giả bỏ mình, bọn họ thần khí lợi khí sẽ tự động xuất hiện bên người. Ba người này dù sao cũng đều là cấp bậc tôn giả, trên người của bọn họ có thần binh lợi khí, như vậy bất kể như thế nào cũng không thể lãng phí. Một lát sau, Hạ Nhất Minh không chỉ tìm được thanh trọng kiếm của Gabi, mà còn tìm được trên người hắn một cái chai và một quyển sách bằng da thú. Điều đáng tiếc duy nhất chính là vật mà Hạ Nhất Minh coi trọng, Đại Thuấn, đã bị cử phụ bổ làm hai, hư hỏng mất rồi. Mà theo sự tử vong của Gabi, thần binh lợi khí này cũng đã mất đi khả năng phục hồi, vĩnh viễn phân thành hai nửa. Trong tất cả các món thần binh lợi khí mà ba vị tôn giả sử dụng, vật mà hắn coi trọng nhất chính là Đại Thuấn, bởi vì đây chính là một món thần binh lợi khí phòng ngự là đầu tiên Hạ Nhất Minh thấy được. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên mặt đất, ngay lập tức một cái huyệt thật sâu đã hình thành, đem cố thi thể này đặt vào trong đó rồi sau đó chôn lại. Nhìn phía dưới hai mặt Đại Thuấn, Hạ Nhất Minh suy nghĩ chật động, đưa tay khẽ vẫy, ngay lập tức đem nó thu vào trong tay. Sau đó hắn hướng phía núi non trùng điệp bên kia chạy như bay. Khi hắn chạy về nơi đã từng chiến đấu với Đinh Lực Ẩn và Lật Nguyên Lão, nơi đến tận bây giờ vẫn còn tràn ngập khí nóng rực, cùng với cái mùi cháy khét của tất cả sinh vật khu vực này, lặng lẽ đến gần thi thể của Đinh Lực Ẩn đang nằm lạnh lẽo nơi đây. Hạ Nhất Minh tự nhiên sẽ không khách khí, cũng tiến lên lục lọi, nhưng mà làm cho hắn có chút thất vọng là trên người Đinh Lực Ẩn không có một thứ gì ngoài thanh thần binh lợi khí xoa kiếm mà thôi, những thứ còn lại hắn không để vào trong mắt. Hắn cũng đào một huyệt mộ rồi chôn xác vị hoàng tiền môn tôn giả vào trong đó. Còn đối với Lật Nguyên Lão, thân thể do tiếp xúc với lực lượng hòa hệ khổng lồ, cho nên tất cả những gì thuộc về hắn đều đã tan biến và hư vô. Cho dù là thanh thần binh lợi khí trường kiếm cũng chịu chung số phận. Điều đó càng chứng tỏ rằng uy lực thực sự của thần khí là một thứ không nên tồn tại trên thế gian. Làm xong tất cả điều này, Hạ Nhất Minh tĩnh tâm lại, hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra hôm nay. Rất lâu, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn khi vừa mới tiến vào tôn giả cũng không phải là điên khùng mà lại đi khiêu chiến với ba vị tôn giả cùng lúc, mà là do hắn lo lắng cho cuộc chiến ước hẹn 20 năm sau với Đồ Đằng nhất tộc. Mặc dù tôn giả Thiên Chỉ Sơn đã đáp ứng cùng hắn đi vào phía núi sâu, nhưng mà hắn lại tin tưởng rằng sói và xà hai tộc không chỉ vẹn vẹn hai vị tôn giả. Đến lúc đó lại xuất hiện thêm một vị tôn giả tấn công, khả năng không phải là có hay là không có, mà phải nói rằng chắc chắn là sẽ có hơn hai vị tấn công hắn mà thôi. Tuy nhiên có lần kinh nghiệm tử chiến nơi đây, đối với thực lực và sức chiến đấu của mình, hắn cũng tạm tin tưởng một chút. Hơn nữa, trên người còn có một con bài tù của riêng mình, chính là thần khí Hỏa Long Lô sẽ được dùng khi thật sự cần thiết. Nhưng thực sự thu hoạch lớn nhất của hắn chính là kinh nghiệm, thứ mà hắn đang thiếu và cũng chỉ có trên thực chiến hắn mới có khả năng lãnh ngộ được. Sửa sang xong xuôi mọi thứ, Hạ Nhất Minh cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ này, rốt cuộc quay người rời đi. Cho dù là ai sau này khi tiến tới vùng đất này cũng sẽ không nghĩ tới tại nơi núi non trùng trùng điệp điệp này lại chôn vùi thi thể có ba vị tôn giả trong một ngày, mà tất cả điều này được tạo ra bởi một vị mới thăng cấp lên tôn giả mà thôi. Bách Huynh, ngươi thử xem có thể đem thứ này dung hợp không? Hàn Nhất Minh đem hai nửa Đại Thuấn đặt ở trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn Bách Linh Bát. Vị lão huynh này nếu có thể thành công đem đại quan đao của hắn thu thập sạch sẽ, thì việc có thể thu thập Đại Thuấn này cũng có thể lắm chứ. Bảo Chư tiến lên, vòng quanh hai nửa tan vỡ của Đại Thuấn, sau đó ánh mắt xuất hiện một vẻ khinh thường,
rồi ngoảnh đít mà bỏ đi. Tiểu gia hoàn này tầm mắt ngày càng để cao, đối với thần binh lợi khí bình thường bây giờ nó không còn để trong mắt. Bách Linh Bát cúi đầu cẩn thận quan sát Đại Thuấn, sau đó rất lâu cuối cùng nói ra một câu: ta có thể thử một chút. Hắn tiến lên phía trước, hai chân chia ra đặt trên hai mảnh vỡ của Đại Thuấn. Sau một khắc, hai chân của hắn bắt đầu tan chảy ra, bao bọc toàn bộ Đại Thuấn. Một ánh sáng màu bạc xuất hiện, tràn ngập dưới chân của Bách Linh Bát. Sau một lát, một cảnh tượng cổ quái xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Nửa thân người Bách Linh Bát đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng, mà nửa trên lại không có một chút biến hóa, giống như một loại nửa người nửa yêu, làm cho người khác cảm thấy sởn tóc gáy. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh đối với cảnh tượng này cũng không thấy kinh sợ cho lắm. Từ ngày hắn gặp Cửu Long trong Cửu Long Lâu, lại còn con cự mãng khổng lồ, đã làm cho hắn miễn nhiễm với sự việc kỳ quái rồi. Hay nói cách khác, khi bạn gặp quá nhiều điều kỳ quái, lúc đó tất cả điều kỳ quái sẽ trở thành một sự việc dĩ nhiên phải như vậy. Quá nhiều anh hùng thì lúc đó sẽ không còn ai là anh hùng nữa. Còn Bảo Trư cùng Bách Linh Bát sống với nhau cũng khá lâu, cho nên nó cũng có năng lực miễn nhiễm trước điều quái dị của hắn. Khi thấy hiện tượng là từ Bách Linh Bát, nó chỉ nhìn chăm chú một lát rồi ngáp dài bỏ đi, tìm một nơi yên tĩnh trên mặt đất mà ngủ. Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu, ngồi xuống. Hắn đóng chặt hai mắt, chậm rãi hấp thu thiên địa khí. Cũng không biết qua bao lâu, khi Hạ Nhất Minh thu lại tâm thần, thoát khỏi việc nhập định, mở hai mắt ra, Bách Linh Bát vẫn như cũ yên lặng đứng trước mặt hắn, mà nửa dưới chân của hắn đã khôi phục lại nguyên trạng, không có một chút gì khác biệt so với ban đầu. Hạ Nhất Minh nhìn quanh một lúc lâu, chần chờ hỏi: Bách huynh, ngươi thành công sao? Thành công rồi, Bách Linh Bát lạnh lùng nói. Hạ Nhất Minh hết sức vui mừng. Ban đầu hắn đem hai nửa tấm chắn đến cũng chỉ là ôm một ý tưởng hão huyền, đem ngựa chết thành ngựa sống, nhưng không thể tưởng tượng được cuối cùng lại thành công, trong lòng tự nhiên là vui vẻ khó tả. Bách huynh, cho ta thử một chút được không? Hạ Nhất Minh hưng phấn nói. Bách Linh Bát không nói một lời, đột nhiên hướng phía Hạ Nhất Minh nhảy qua. Thân thể đang ở trên không trung, đột nhiên toàn thân ánh sáng lấp lánh, thân hình chợt biến đổi, hóa thành một tấm đại thuẫn cực lớn. Hạ Nhất Minh giơ tay tiếp lấy, ngay lập tức đem tấm chắn vững vàng cầm ở trong tay. Trong khoảnh khắc tấm chắn rơi vào tay, Hạ Nhất Minh trong lòng ngay lập tức lại một lần nữa nổi lên cảm giác tâm huyết tương thông. Nhưng hắn biết đó là bởi vì do Bách Linh Bát hấp thu tấm chắn mà có. Nếu như đây thật sự là tấm chắn mà Gabi sử dụng, thì việc có được khả năng liên hệ sâu sắc như vậy là sẽ không có khả năng. Khua tay vài cái, Hạ Nhất Minh vừa lòng gật đầu. Từ nay về sau, nếu như là cùng người khác giao chiến, tay trái cầm đại thuẫn, tay phải cầm ngũ hành hoàn, có Bách Linh Bát và ngũ hành hoàn trợ giúp, đừng nói là ba vị tôn giả, cho dù là bốn vị tôn giả, mình cũng không hẳn sẽ bị thua. Hắn ngắm nhìn phương xa, dường như ánh mắt xuyên thấu qua không gian, về phía xa xôi Đồ Đằng nhất tộc ẩn chứa một khát vọng mãnh liệt. Đem tấm đại thuẫn đặt trên mặt đất, ánh sáng lấp lánh lại lần nữa xuất hiện, đại thuẫn tự động tan chảy ra, rồi cô động lại thành Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, hét một tiếng thật dài, hướng về phía Linh Tiêu Bảo Điện mà phóng đi. Bảo Trưng ngẩng đầu, mở to con mắt không hiểu việc gì xảy ra. Bách Linh Bát liệm đau nó bế lên, rồi bay về phía trước. Hạ Nhất Minh đã vọt đi rất xa, nên không thấy được sự việc này. Bách Linh Bát do vội đuổi theo hắn, nên hai chân đã tạo ra một phản lực, đem thân thể ngự không mà bay lên. Hắn có lẽ do đã được đá trắng cung cấp năng lượng, cho nên mới tạo ra bước tiến hóa như vậy. Nếu nói về sự tiến hóa tựa như quái vật, hình như Hạ Nhất Minh cũng không phải là trường hợp duy nhất, bởi vì Bách Linh Bát cũng là một tên như vậy. Đại thần chính là trái tim của lục địa phương Đông. Từ cấu trúc vĩ đại, đủ để tiếp nhận trăm vạn nhân sĩ từ khắp nơi đi qua, cho đến nhân tài như sao trên trời, đến vũ lực cực mạnh. Đây cũng chính là nơi duy nhất trên phương Đông Đại Lục không có tường thành bao vây. Tuy là như thế, nhưng mấy ngàn năm cho đến nay, tòa thành thị chưa một lần bị tai nạn xâm chiếm phá hoại. Tòa bảo tháp cực lớn chọc trời kia như tượng trưng cho sự vĩnh cửu, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Phía chân trời, một đạo hắc ảnh hướng phía nơi này chạy tới. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp. Mới lúc đó đang còn ở khoảng cách rất xa, mậy và chỉ trong nháy mắt hắn đã gần ngay trước mặt. Mọi người dân ở đây, hoặc nhiều hoặc ít, cùng Linh Tiêu Bảo Điện, các triều đại đều có một chút quan hệ họ hàng. Nhãn lực của bọn họ hiển nhiên hơn sang người bình thường. Vừa thấy được tốc độ của người này, tất cả mọi người biết đây là một vị cường giả đứng đầu.
Đối với người dân ở nơi đây, sự bình an đều nhờ vào sự bảo hộ của Linh Tiêu Bảo Điện, cho nên bọn họ đối với cường giả rất kính sợ, giống như là tín ngưỡng bất di bất dịch. Sau khi thấy được bóng người từ phương xa tới, tất cả mọi người đang chú ý đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ và tôn kính. Bởi vì có thể lấy phương thức này hướng về phía Linh Tiêu Bảo Điện, nhất định phải là cường giả trong một môn phái, hoặc phải là một người bạn chi giao của một vị cường giả nào đó trên Linh Tiêu Bảo Điện. Bọn họ chưa bao giờ từng hoài nghi có một ngày người đi vào nơi này sẽ là kẻ địch của bổn môn. Bởi vì đã rất lâu, gần càng ngàn năm, chưa từng xảy ra một sự khiêu khích nào hướng tới Linh Tiêu Bảo Điện. Bỗng nhiên, từ giữa trung tâm bảo tháp, hai đạo nhân ảnh từ trong đó phóng thẳng, tạo thành một đường vòng cung tiếp xuống mặt đất, hướng tới bóng dáng từ phương xa mà vọt tới. Một tiếng người thở nhẹ khẽ nói, "Tôn giả đại nhân." Ngay lập tức, mọi người nơi đây đã trở nên nổi loạn. Trong mắt mỗi người đều có vẻ hưng phấn mãnh liệt. Cho dù cả đời bọn họ cũng không có cơ hội dễ dàng nhìn thấy loại cấp bậc cường giả này. Đạo thân ảnh từ phương xa chính là Hạ Nhất Minh. Lúc này hắn đội một cái mũ rơm che khắp khuôn mặt, hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện mà tiến đến. Động tác của hắn mặc dù nhanh chóng, nhưng mà khi đến gần Linh Tiêu Bảo Điện, tốc độ liền giảm xuống. Hơn nữa còn đem luồng khí tức đang che giấu phóng ra như một tia tín hiệu. Hắn chứng thật là thành công thăng cấp tôn giả. Nhưng cho dù là như thế nào, đứng trước Linh Tiêu Bảo Điện, hắn cũng không phải là kẻ mất trí, đâu thể nào mà làm bậy được. Đến nhà người khác cũng phải gõ cửa, chứ làm sao có thể mà tự tiện xông vào. Quả nhiên, vừa mới đem khí tức phóng ra, từ trong bảo tháp, ngay lập tức hai người rất nhanh tiến tới vội vàng. Chỉ cần nhìn tốc độ và khí tức xung quanh hai người bọn họ, Hạ Nhất Minh đã biết đây chính là hai vị tôn giả. Bóng người hãy còn tiến lại, Hạ Nhất Minh đã không tự chủ nở nụ cười. Hai vị này đều từng đã gặp mặt qua. Bọn họ chính là tôn giả thường trực của Linh Tiêu Bảo Điện, Cao Vĩ Lượng và Đỗ Văn Bần. Cả hai khi chạm mặt Hạ Nhất Minh, một đường cười dài sảng khoái phát ra, rồi sau đó nói, "Vị bằng hữu khổ cực đến Linh Tiêu Bảo Điện, lão phu lại không từ xa đón tiếp, xin các hạ thông cảm cho." Bọn họ mặc dù là môn phái cao nhất trong Đại Thần Phương Đông, nhưng xa xa cảm ứng được khí tức của Hạ Nhất Minh, ngay lập tức đã biết đối phương cũng là một vị cùng bậc cường giả. Chỉ cần là tôn giả, cho dù là ở bên trong Linh Tiêu Bảo Điện cũng có thể thu được tôn trọng tương ứng. Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói, "Vãn bối xin chào Cao tôn giả, Đỗ tôn giả." Hai vị tôn giả đứng trước mặt hắn, trên vẻ mặt đột nhiên có một chút kinh ngạc. Chỉ cần nghe cách xưng hô của đối phương, bọn họ cũng có thể đoán ra vị này nhất định là mới thăng cấp tôn giả không lâu. Với lại trước kia còn có cùng bọn họ có quan hệ. Hai người chợt nhìn lẫn nhau, nhanh chóng đem tất cả hậu bối nổi bật trong trí nhớ đem ra đánh giá, nhưng vẫn như cũ là không có thu hoạch gì. Cao Vĩ Lượng hơi có vẻ xấu hổ, ha ha cười nói, "Các hạ quá khách sáo rồi, đã đều là tôn giả, như vậy sau này mọi người đều là ngang hàng xưng hô thôi." Đỗ Văn Bân khẽ gật đầu nói, "Cao huynh nói không sai, người anh em đã đi vào Linh Tiêu Bảo Điện, có thể bỏ mũ ra được rồi." Hạ Nhất Minh cũng không có từ chối, hắn thỏ tay đem mũ nhẹ nhàng buông xuống. Cao Vĩ Lượng và Đỗ Văn Bân hai mắt đều cùng một khắc trợn tròn, con ngươi cả hai gần như muốn rơi ra ngoài. Ngươi là Hạ Nhất Minh hiền chất phải không? À, mà không, là Hạ huynh đệ sao? Cao Vĩ Lượng đột ngột hỏi. Hạ Nhất Minh hướng về phía hai người bọn họ, hơi chắp tay nói, "Chính là Hạ Mỗ, từng diện kiến hai vị nhân huynh." Đã từng có kinh nghiệm của việc thăng cấp lần trước, tự nhiên Hạ Nhất Minh yên lặng tiếp nhận đề nghị gọi tên ngang hàng của bọn họ. Dù sao tất cả đều lấy thực lực làm tiêu chuẩn của lời nói, thực lực của Hạ Nhất Minh bây giờ có tư cách nói chuyện như thế với cả hai. Đỗ Văn Bân miệng run lập cập, sau đó nói, "Hạ huynh, ngươi là ở Quỷ Khốc Lĩnh thăng cấp tôn giả sao?" Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch, đám người cùng tiến về phía trước Quỷ Khốc Lĩnh. Ở Linh Tiêu Bảo Điện không được xem là bí mật, hai người bọn họ tự nhiên là biết rõ ràng. Nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhất Minh trước khi đi chỉ vẹn vẹn là một vị ngưng tụ tam hoa cao thủ, thậm chí còn cả ngay cấp bậc chân vạc hãy còn chưa hình thành. Nhưng mà chỉ khi đi Quỷ Khốc Lĩnh một chuyến lại đạt được cấp bậc tôn giả, đây thật sự là một việc quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, "Không sai, tiêu đề chính là ở Quỷ Khốc Lĩnh thăng cấp tôn giả." Cao Vĩ Lượng đột nhiên bấm tay tính toán, sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên cực kỳ trịnh trọng. Cùng Đỗ Văn Bân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra đối phương trong mắt kia có một chút vẻ kinh hãi, hiểu đối phương cũng như mình cũng có ý nghĩa giống nhau. "Hai vị, Kim huynh như thế nào rồi?"
Hạ Nhất Minh đối với vẻ mặt của bọn họ làm như không thấy, trực tiếp hỏi thăm. Cao Vĩ Lượng đem rung động trong lòng mạnh mẽ kiểm chế xuống, cười ha ha nói: Kim sư điệt đã trở về. Hắn mặc dù thành công xưng mù hóa thần binh, nhưng không chịu bế quan để luyện hóa, mà cố ý đợi ngươi trở về. Hạ Nhất Minh trong mắt sáng lên, trong lòng của hắn cực kỳ cảm động. Do dự một chút lại nói: Như vậy Trương Trọng Cần huynh có thể chữa khỏi chưa? Cao Vĩ Lượng nghiêm sắc mặt, sau đó nói: Hạ huynh, lần này đa tặng ngươi viện thủ đúng lúc, nếu không như thế Trương sư điệt chính là lành ít dữ nhiều. Hạ Nhất Minh nói: Hạ mộ chỉ là thuận tay làm mà thôi. Cao Vĩ Lượng than nhẹ một tiếng nói: Trương sư điệt tuy được bước ra hơn quá nửa âm sát khí, nhưng vẫn còn lại một bộ phận ở chỗ yếu hại khó mà quét sạch được. Tuy tính mạng được bảo vệ, nhưng... Lắc lắc đầu, Cao Vĩ Lượng không muốn nói tiếp. Hạ Nhất Minh tự nhiên hiểu Trương Trọng Cẩn hiện trạng chắc chắn chưa thoát ra khỏi nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ vừa chuyển, hắn nói: Hai vị, xin cho phép hạ mỗ gặp mặt Kim huynh được không? Hai người bọn họ tự nhiên là không có chút nào phản đối. Ba người kề vai mà đi, hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện mà tiến đến. Lần này tới đây, Hạ Nhất Minh trong lòng có chút xúc động. Hắn lần đầu tiên tới Linh Tiêu Bảo Điện, khi gặp mấy vị tôn giả này luôn phải dùng thái độ cung kính, trong lòng tràn đầy kính sợ. Nhưng mà lần thứ hai tới đây lại đã cùng bọn họ sánh vai mà đi. Việc đời thật kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Lấy tốc độ của ba người bọn họ, tự nhiên là nhanh chóng đi tới trong sân kim chiến dịch. Hàn Nhất Minh hai tay hơi động một chút, lập tức nghe được bên trong truyền lại giọng nói quen thuộc. Hắn cười dài một tiếng nói: Kim huynh, tiểu đệ trở về rồi. Gần như chính lúc âm thanh của hắn vang lên, cửa phòng ngay lập tức bị người đẩy ra. Kim chiến dịch dậm chân phóng ra, hắn dang rộng hai cánh tay ôm Hạ Nhất Minh thật chắc, cười to nói: Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng trở về. Ta đã biết quỷ khốc lĩnh không thể làm gì được ngươi mà. Hạ Nhất Minh cười ha ha, cảm thụ được sự chân thành tha thiết của lão Kim. Từ những lời này của hắn, Hạ Nhất Minh thực sự đã biết hắn đối với mình bao nhiêu ân cần lo lắng. Lúc này, trong lòng hắn có một duy nhất ý nghĩ chính là: Huynh đệ này quả thật không uổng công giao tình à. Cao Vĩ Lượng ho nhẹ một tiếng nói: Kim sư điệt, không được vô lễ. Kim chiến dịch lúc này mới nhìn rõ, ở phía sau Hạ Nhất Minh lại có hai vị sư thúc đích thân tiếp khách. Trong lòng hắn hổ nghi, tiểu tử này từ khi nào mà có mặt mũi trở nên lớn như vậy. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Kim huynh, ngươi đã xưng mù hóa thần binh, khi nào có thể luyện hóa toàn bộ? Kim chiến dịch ngẩng đầu ngạo nghễ nói: Nhiều nhất một năm, vì huynh sẽ có thể xưng mù hóa long thương. Hắn dừng lại một chút lại nói: Nếu như không phải long thương cấp bậc rất cao, gần như là ngang hàng với giả thần khí, như vậy 9 hay 10 tháng có lẽ cũng đủ rồi. Nghe xong cuộc đối thoại của bọn hắn, Cao Vĩ Lượng môi giật giật, cuối cùng không nói cái gì nữa. Hạ Nhất Minh mặc dù đã là tôn giả, nhưng Kim Chiến Dịch cũng đã bước một chân vào cảnh giới đó. Chỉ cần một năm thời gian, như vậy bọn họ có thể luận bàn ngang hàng cũng là một sự kiện bình thường đi. Liếc mắt nhìn nhau, Cao Vĩ Lượng cười nói: Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện đi, Hạ huynh, chúng ta đi trước. Hạ Nhất Minh quay người, vẫn như cũ là cúi đầu thật sâu rồi nói: Hai vị xin cứ tự nhiên. Thấy được hắn cung kính như thế, Cao Vĩ Lượng trong lòng hai người thầm khen, mỗi người nói một vài câu khiêm tốn, sau đó quay người rời đi. Khi Hạ Nhất Minh quay mặt lại, ngay lập tức thấy được Kim Chiến Dịch một mặt không hiểu ra sao. Hắn nhìn vào bóng lưng hai vị tôn giả rời đi, sau đó nói: Cao sư thúc, bọn họ làm sao vậy? Vì sao đối với người khách khí như vậy chứ? Hạ Nhất Minh chợt nói: Kim huynh, ta bảo ngươi một sự kiện. Ngươi nói đi, Kim Chiến Dịch nói. Hạ Nhất Minh đem một âm thanh giòn tan nói: Hạ mỗ đã thành công thăng cấp tôn giả rồi. Kim Chiến Dịch ha hà cười, cố sức đánh một quyền vào bụng của hắn, sau đó nói: Đừng nói giỡn, ngươi vừa mới ngưng tụ chân vạc, làm sao có khả năng thăng cấp tôn giả chứ? Hạ Nhất Minh bụng hơi chịu đau, cố gắng nói: Ta thực sự là đã thăng cấp tôn giả rồi. Kim Chiến Dịch trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, hắn lặng lẽ cảm ứng khí tức Hạ Nhất Minh. Sau một lúc, mặt của hắn ngay lập tức nổi lên một sự kính sợ, sau đó nói: Khí tức của ngươi. Hắn chậm rãi mở tròn mắt, sau đó nói: Hạ huynh, ngươi đã thành công xưng mù hóa thần binh. Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu nói: Không phải xưng mù hóa thần binh. Hắn giơ tay lên, sau một khắc, trong lòng bàn tay ngay lập tức xuất hiện đoàn xương mù.
Kim Chiến Dịch lồng ngực ngưng thở, mắt đỏ lưỡi cứng, nhìn chăm chú vào đoàn sương mù. Ở trong nháy mắt liền biến thành ngũ hành hoàn. Dưới ánh nắng chiếu rọi, ngũ hành hoàng càng thể hiện màu sắc rực rỡ chói mắt. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.